Sau này nó là cái thứ sinh nhật liền. Chắc chắn là được cả. À, mọi người, thứ nhất, xem lại tôi thông tin về sản phẩm dịch vụ của mình đi. Định bán cái gì? Chuông điện thoại tắt đi nhé, để rung lên. Đồng chí nữa, cái này còn phải học thêm một cái nữa. Biết gì không? Học kiểm soát cảm xúc. Không sớm muộn là sẽ bị stress. Tức là kiểu như viên làm nó đào tạo nhiều không được. Đúng rồi. Thế đấy là vấn đề của ông chủ đấy. Những cách kiểm soát cảm xúc. Rồi ok, nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào nội dung ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về viết content để có thể viết bài và bán được sản phẩm. Và bây giờ có một câu chuyện như này, nó sẽ là cái khởi đầu. Từ xưa đến nay chị bán hàng thì chúng ta bán bằng cách gì? Từ xưa đến nay chúng ta bán hàng thì chúng ta bán bằng cách gì? Đấy, bình thường anh chị bán hàng, chúng ta bán bằng cách gì? Và chị thấy là cái việc bán hàng của chúng ta là lặp đi lặp lại một câu chuyện không? Đúng không? Tức là gặp khách hàng số 1 hỏi anh ơi mua sản phẩm này, chúng ta lại tuôn lại câu chuyện. Khách hàng số 2 cũng tuôn lại câu chuyện. Khách hàng số 3 cũng tuôn lại câu chuyện. Và như vậy thì một nhân viên bán hàng giỏi nghĩa là cái người đấy lặp đi lặp lại câu chuyện đến nhiều. Sau đó thì họ thuộc rồi. Và cái người mà thuộc bài thì như vậy là người ta sẽ nói với khách hàng sao? Có cảm xúc không? Thứ nhất là người ta sẽ nói với khách hàng đầu tiên là với cảm giác là không sợ hãi. Vì người ta thuộc bài mà. Cũng giống như anh chị nhớ ngày xưa mình đi học. Lúc mà thầy cô gọi mình không thuộc bài thì sao? Mình rất sợ luôn. Mình trốn tránh đủ mọi cách, nhưng mà hôm nào biết chắc là ta thuộc bài thì ta sẽ giơ tay người ta phi lên nữa. Nên ngày xưa tôi đi học ấy, tôi rất hay chơi cái trò này. Vì mình biết là thế nào, kiểu bao giờ cũng thấy là bắt đầu vào kỳ học thì thầy cô bao giờ cũng sẽ kiểm tra ban đầu. Thế là mình 3 ngày liền mình phải học thuộc luôn, lần nào cũng giơ tay lên để xin lên kiểm tra. Và sau đó thì sao? Đến khi nào mà có được điểm rồi thì sau thì không học nữa. Nó kiểu thế. Thì bây giờ là cái việc bán hàng tương tự. Nào bây giờ chúng ta muốn bán được hàng thì nghĩa là anh chị cần phải chuẩn bị cho mình được bài viết. Và bài viết đấy chúng ta chuẩn bị được tốt thì đầu tiên là ví dụ như là chị lúc nãy vừa gặp phải, là chị sẽ không phải vấn đề nhiều với nhân viên nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ giao cho nhân viên. Ok, đầu bài đi rồi, tao viết cho mày rồi, mày học thuộc đi. Không cần học thuộc nhiều. Tất cả những cái bài đấy học thuộc nói đi nói lại, không cần biến tấu. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái để có thể bắt được nhân viên, vừa có thể điều chỉnh tiếp cận được. Và sau này chúng ta đỡ phải lo lắng là nhân viên của chúng ta họ sẽ bị một cái cảm giác là gì, là không biết phải làm gì cả. Đấy, cho nên cái việc mà viết content và nội dung thì nó sẽ giúp cho anh chị chuẩn bị được tất cả cái thứ, từ việc để đào tạo được nhân viên, từ việc để tiếp cận và giới thiệu về sản phẩm bán hàng thì chúng ta đều làm được. Và ai là người có khả năng viết nội dung tốt và tương tác được với khách hàng một cách lâu dài thì người đấy là người chiến thắng. Cho nên chúng ta thấy từ xưa đến nay, những người bán hàng giỏi có phải là những người nói chuyện tốt không? Có không ạ? Và như vậy thì nói chuyện tốt thì chúng ta thấy là kèm theo nói chuyện tốt chúng ta có viết tốt không? Thường là không tốt. Một số người tốt, một số người không tốt. Tại vì họ sẽ nghĩ là cái việc viết bài ấy, là cái việc của nhà văn. Và cái việc của người nào đó, hoặc tôi không có khả năng làm cái đấy. Nhưng mà trong đầu chúng ta bây giờ trong thời đại mới, anh chị cần phải thay đổi tư duy. Đó chính là cái mà chúng ta viết ra thì cũng chính là cái mà chúng ta sẽ nói chuyện với khách hàng. Và như vậy thì ở đây câu chuyện là gì? Nếu anh chị nói chuyện với khách hàng mua hàng của chúng ta thì đồng nghĩa với việc mà chúng ta viết lại những cái thứ đó thì khách hàng người ta có cảm giác sao? Gần gũi và người ta muốn tiếp chuyện với chúng ta. Ở trên Internet thì như vậy chúng ta sẽ tiếp cận với khách hàng thông qua 3 phương pháp. Đầu tiên là khách hàng sẽ vào website và đọc tin bài của chúng ta, nghĩa là thông qua đọc.
Sau đó tiếp theo nữa là khách hàng sẽ xem video và nhìn thấy chúng ta. Cũng giống như là tôi đã quay lại video bây giờ, thì khách hàng sẽ nhìn thấy video và nhìn thấy chúng ta. Vì thứ ba nữa, nó sẽ xem hình ảnh. Và như vậy thì việc chuẩn bị của chúng ta phải kỹ càng. Tại vì là không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ đi gặp này người kia được. Đúng chưa? Và cũng không phải lúc nào khách hàng cũng ngồi nghe chúng ta luôn được. Và như vậy thì họ phải tìm hiểu và đọc. Và việc của chúng ta đó chính là phải truyền tải được đến khách hàng những thông điệp mà làm sao cho là họ dễ dàng tiếp cận nhất. Và sau đó thì sao? Họ gọi điện cho chúng ta, họ nói chuyện với chúng ta. Cho nên bí quyết của câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ học đó chính là gì? Làm sao để viết được nội dung để khách hàng sau khi đọc xong họ muốn nhấc máy lên gọi điện cho chúng ta, họ muốn chat với chúng ta thông qua các phần mềm chat, và họ muốn tìm gặp chúng ta ngay lập tức. Đấy, thì đấy là thành công của chúng ta trong cái quá trình học về content. Ok chưa? À, nhắc lại bài cũ một tí. Buổi đầu tiên chúng ta học thì anh chị đã học cái gì rồi? Buổi đầu tiên anh chị học chúng ta học gì rồi? Mà nhắc lại cho tôi cái. Nhắc lại xem là anh chị đã nhớ được những cái gì rồi? Buổi đầu tiên. Buổi đầu tiên anh chị học được gì rồi? Tôi chả cần phải dở sách vở, tôi biết buổi đầu tiên chúng ta sẽ học một cái, đó chính là gì ạ? Là chúng ta phải làm gì? Lựa chọn sản phẩm để có thể kinh doanh được. Nghĩa là trong đầu lúc này các anh chị sẽ hình thành là gì? Thế thì một sản phẩm như thế nào để có thể kinh doanh được là chúng ta học rồi. Buổi thứ hai chúng ta học gì ạ? Buổi thứ hai chúng ta học là gì ạ? Là lựa chọn cái phương pháp để tiếp cận khách hàng thông qua mô hình iSaaS của chúng ta cũng chết. Để làm sao cho là có thể tiếp cận khách hàng, làm thế nào để họ thích, họ tìm thấy mình, họ tương tác với mình. Đấy là nội dung của buổi thứ hai. Còn buổi số 3 này là chúng ta sẽ học gì? Như vậy chúng ta đã có sản phẩm, đúng không? Chúng ta đã có thông tin. Thì như vậy làm thế nào để chúng ta tương tác được với khách hàng một cách tốt hơn? Thì hôm nay chúng ta sẽ học cách để viết để cho họ có cảm xúc nhất. Anh chị thấy là khi chúng ta học văn, ngày xưa là ở đây không biết là anh chị học văn chúng ta thích tác phẩm của ai nhất? Kể cả thơ ca, nói chung anh chị thích tác phẩm của ai nhất? Khi anh chị đọc những tác phẩm văn học đấy, chúng ta cảm thấy điều gì? Nhưng vấn đề trong đầu của mình ấy, là khi anh chị đọc một cái bài văn ấy, thì chúng ta cảm thấy là điều gì khiến chúng ta thích nhất? Nghĩa là anh chị đọc xong một ví dụ này nhá. Có một cái ví dụ rất đơn giản là ngày xưa chúng ta đi học triết, anh chị thấy đọc triết ngày xưa không, trường đại học chúng ta thấy thích không? Chán đúng không? Nhưng bây giờ quay lại đọc anh chị thấy là thích không? Bắt đầu khi chúng ta chưa từng trải cuộc đời chúng ta quay lại thấy thích không? Thì nghĩa là mấu chốt vấn đề là gì? Là nếu chúng ta đọc cái bài văn đấy, chúng ta cảm nhận được cái sự đồng điệu. Thực ra chính xác của cái lời văn là sự đồng điệu, nghĩa là chúng ta nhìn thấy một phần cuộc đời mình hoặc một phần gì đó của mình trong đấy, đúng không? Cho nên cái bí quyết đầu tiên, bắt đầu khi chúng ta bắt đầu viết để có thể kinh doanh được, là anh chị phải làm sao cho cái người mua hàng, người ta cảm nhận thấy họ ở trong câu chuyện của chúng ta. Cho nên tất cả những cái tác phẩm đến bây giờ gọi là best seller trong cái quá trình kinh doanh trên internet ấy, hoặc là best seller trong tất cả mọi thứ, thì cái người mà người ta vẫn nói thứ là gì? Là tôi kể lại cái câu chuyện của tôi cho người ta nghe và người ta thích làm giống như tôi, thì đấy là những ông bán hàng giỏi nhất. Hầu như họ đều viết sách đấy. Ví dụ có một quyển sách, ở đây không biết là có ai đã từng đọc cái quyển Suy nghĩ và làm giàu không nhỉ? Napoleon Hill. Ông đấy chỉ làm một việc, đó chính là ông đi ngồi ông gặp hơn 2.000 ông giám đốc giỏi và giàu nhất ở nước Mỹ, và ông ta tổng hợp trong quyển sách. Và đấy chính là sự đồng điệu. Ai cũng nhìn thấy một phần cuộc đời của mình ở trong đấy, đúng không? Hoặc là ví dụ như là thế hệ ở đây, là anh chị có nhớ ngày xưa chúng ta đọc một cái quyển Thế giới này thật là nhỏ bé và có rất nhiều điều phải làm nhỉ? Đúng rồi, chính xác, của Đại U ấy. Và như vậy cái câu chuyện là ông ấy kể cuộc đời của ông ấy ra, và chúng ta đọc trong đấy là hầu như cũng một phần. Và đến khi anh chị đi nghe diễn giả bất kỳ nơi nào, chúng ta đều nghe đến một chuyện là các ông mà làm giàu ấy, anh chị biết đều có một điểm chung là gì không? Các
các ông mà làm giàu tôi đều nghe thấy việc là ông ta kể tuổi thơ vất vả này, trải qua thất bại rất nhiều lần này, rồi nó tóm lại là có rất nhiều vấp ngã, nhiều khi không gượng dậy giờ, nhưng sau đó thì nhờ đi qua các bước đấy và trở thành người giàu có. Ok, và như vậy bước số 1 đầu tiên anh chị nghiên cứu liên quan đến vấn đề đó chính là làm sao để viết content bán được hàng. Thì bước số 1 chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta cần phải xem là khách hàng của chúng ta họ đang cần cái gì. Bước số 1 luôn luôn viết là như vậy, khách hàng của chúng ta đang cần cái gì. Và như vậy thì làm sao để biết được khách hàng của chúng ta đang cần gì? Không cần phải survey. Để muốn biết được khách hàng của chúng ta đang cần gì có 3 cách. Cách số 1 đó chính là chúng ta sẽ hỏi họ trực tiếp, đừng làm survey nhé, hỏi khách hàng trực tiếp luôn. Nghĩa là anh chị hỏi trực tiếp luôn khách hàng khi đến mua hàng cửa hàng mình, vì chúng ta ở đây là người làm kinh doanh. Ví dụ này, khi tôi bắt đầu kinh doanh gốm sứ, tôi chả hề biết được là mặt hàng nào sẽ là mặt hàng sẽ bán được nhiều. Nhưng sau đó thì bắt đầu khi tôi mở cửa hàng ra và tôi chạy quảng cáo, thì bắt đầu khách hàng alo gọi điện cho tôi. Và như vậy tôi hỏi khách hàng là anh chị hiện tại bây giờ em bán cái sản phẩm này, anh chị đang cần cái sản phẩm gì, em có thể giúp được cho anh chị cái điều gì, à, anh chị mua sản phẩm này anh chị cảm thấy điều gì cần hỗ trợ, thì bắt đầu tôi sẽ hỏi họ liên tục. Và như vậy thì khi bắt đầu hỏi khách hàng trực tiếp thì tôi sẽ rút ra được cái câu hỏi là khách hàng người ta đang cần cái gì. Giống như chị bán, chị đang làm tạp hóa, bây giờ chị chỉ cần hỏi khách hàng của chị là khách hàng chị đang cần cái gì, chị làm một cái bảng tổng hợp lại tất cả các vấn đề đấy, thì chúng ta sẽ có được cái việc đầu tiên, đó chính là chúng ta tìm được tất cả những cái thứ mà khách hàng người ta đang cần. Đấy là phương pháp số 1. Phương pháp số 2, để bắt đầu viết content, các chị làm việc tiếp nữa, là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề mà đối thủ của chúng ta không thể giải quyết được. Và như vậy anh chị có thể nhấc máy lên và gọi điện cho đối thủ để hỏi hàng không? Đúng ạ. Ở đây thì bọn tôi hay làm cách đấy để khi bắt đầu tiến hành nghiên cứu thị trường. Đó chính là gọi cho 5 đến 6 công ty trong cùng ngành nghề. Sau đó thì nghe họ tư vấn mình nên mua như thế nào, nghe cái vấn đề của họ gặp phải. Và từ đó bắt đầu họ sẽ tư vấn mình. Mỗi người sẽ có tư vấn một bài, tôi sẽ ghi âm lại, tôi sẽ ghi chép lại. Và tôi sẽ lấy ra được là hiện tại bây giờ là có những cái vấn đề gì mà họ không thể giải quyết được mà tôi có thể giải quyết được. Để bắt đầu tôi sẽ viết và làm nội dung content của mình. Đấy là vấn đề số 2 liên quan đến việc là nghiên cứu content. Vấn đề số 3 tiếp tục để anh chị có thể làm được tiếp liên quan đến việc bắt đầu nghiên cứu nữa, là chúng ta phải làm một việc là gì? Phân loại và vẽ chân dung khách hàng của chúng ta ra, để từ đó tìm xem là với mỗi nhóm đối tượng khách hàng của chúng ta đấy họ đang quan tâm đến điều gì. Rồi ok, bắt đầu sẽ vẽ cái bảng ra để chúng ta sẽ làm việc nghiên cứu làm content. Bắt đầu số 1 đầu tiên đúng không ạ? Việc đầu tiên bây giờ chúng ta cũng cần phải làm trong content, nghĩa là anh chị cần phải hỏi khách hàng đúng không? Để từ đó chúng ta sẽ đưa ra được là nhu cầu của họ là gì. Việc số 2 anh chị cần phải làm đấy, chúng ta nghiên cứu đối thủ. Bằng cách là anh chị gọi điện, chúng ta có thể đến ngồi trước cửa hàng họ được. Ngồi trước cửa hàng đối thủ được không? Được. Tôi hay nghiên cứu bằng cách là ngồi trước cửa hàng đối thủ. Tại sao được? Thứ nhất là tôi có đếm được xem là trong một ngày họ có bao nhiêu khách nào. Có đếm được thì tốt. Tiếp theo nữa là xem là họ đi vào thời điểm nào, thời điểm nhiều nhất, họ mua sản phẩm gì đi ra. Còn đến lúc là gì, là nhiều người phải làm cái câu là xét trong sọt rác, đi đổ rác, xem hóa đơn nó rơi vào trong bao nhiêu tiền. Sau đó hỏi bảo vệ hoặc hỏi cái quán trà đá ngồi đối diện xem hiện tại bây giờ ở đấy bán sao. Tức cái việc này để chúng ta nghiên cứu đối thủ, gọi điện, từ đó chúng ta suy ra được là họ đang gặp vấn đề gì. Chúng ta sẽ rút ra ngay được vấn đề của họ. Tức là ví dụ như là bọn tôi bắt đầu kinh doanh gốm sứ. Khi bắt đầu kinh doanh gốm sứ thì thứ nhất là ở Hà Nội này không có nhiều cửa hàng kinh doanh gốm sứ. Tại sao lại như vậy? Anh chị biết sao? Cái này hôm trước tôi kể là tại sao ở Hà Nội không có nhiều cửa hàng kinh doanh gốm sứ? Chẳng phải. Ai nghĩ là nó chẳng không phải? Vấn đề đầu tiên gặp phải cái nghề gì? Tại vì tôi đi ngồi trước cửa hàng tôi nghiên cứu rồi.
những ông nào mà thuê nhà mặt đường thì như vậy chi phí nó quá cao, tỷ lệ lợi nhuận không đủ để nuôi, cho nên là sẽ đóng cửa. Rất nhiều người ở Bát Tràng đi ra Hà Nội đã mở cửa hàng nhưng mà đều thất bại, tại vì là cái lượng khách hàng online không đủ để có thể duy trì cửa hàng và mang lại lợi nhuận. Và đến giai đoạn bây giờ thì là như này, là bọn tôi bây giờ bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh gốm sứ ở Hà Nội. Anh chị biết tại sao này? Ngày xưa không mở được, tại vì thứ nhất đó chính là cách đây được 4-5 năm, khách hàng có thói quen đó chính là mua hàng qua mạng, gọi điện mang hàng đến hoặc là về Bắc Tràng cách trực tiếp. Nhưng sau đó thì gặp một vấn đề rồi, là bây giờ niềm tin khách hàng được suy giảm cực kỳ luôn. Rất nhiều người bây giờ là anh chị sẽ gặp phải trường hợp là không muốn mua hàng qua mạng nữa. Và dẫn đến một việc đó chính là cái COD nó phát triển. COD phát triển tại sao? Là tại vì là gì? Là hầu như mọi người đều mong muốn là nhận hàng, xem hàng và có phải trả tiền. Nhưng với hàng công sứ COD điều gì xảy ra? Hàng này cực kỳ dễ vỡ. Sau đó thì mỗi một lần chuyển hàng đi phải đóng thùng rất là to nặng. Nếu mà hoàn hàng phát là phải lỗ đâu đó 100-200 nghìn cho cái chi phí vận chuyển. Và khách hàng khi mua thì nếu mà chỉ cần hồi hàng nó đã chết. Cho nên chính vì lý do đấy là tôi bắt đầu phải lôi hàng ra ngoài, bắt đầu mở cửa hàng ra. Những cửa hàng không to. Tại vì tôi nghiên cứu này, tôi đã nghiên cứu đối thủ và từ đó suy ra được là gì, là cửa hàng tầm bao nhiêu thì sống được. Tức là mình phải nghĩ đến cả cái tầm đấy thì bắt đầu mình mới biết được là vấn đề của khách hàng, họ sẽ mua những cái hàng gì, tại sao xử lý vấn đề đấy và họ mua những cái sản phẩm ra sao, thì đây chính là cái vấn đề. Và như vậy thì đối thủ của tôi không giải quyết được việc này, cho nên là bây giờ khi mà tôi đi cái chiêu bài đó chính là mở cửa hàng trực tiếp, thì như vậy là đối thủ bán hàng online họ chết rất là nhiều. Tại sao vậy? Tại vì như vậy là họ quảng cáo của tôi. Anh chị sẽ thấy vấn đề là gì? Là họ có quảng cáo online, họ quảng cáo cho khách hàng, nhưng sau đó thì khách hàng chắc chắn là sẽ mò đến chỗ tôi để xem. Tại vì cùng một sản phẩm, cùng phân khúc giá, cùng thế này thế khác, thì mò đến chỗ tôi mua thì ít nhất là chưa mua nhưng mà sẽ xem không? Sẽ xem. Và như vậy thì ông này tốn tiền quảng cáo online không bán được hàng. Tỷ lệ chốt hàng đến cửa hàng trực tiếp cao rất là nhiều. Thì đấy chính được. Người thứ ba, để nghiên cứu viết content, tôi làm việc đó là phân loại khách hàng. Anh chị biết tại sao chúng ta quảng cáo thường tỷ lệ chuyển đổi không cao? Anh chị biết tại sao? Ví dụ này, cùng bán rượu vang, nhưng mà một người đàn ông từ 35 đến 37 tuổi họ uống rượu vang thì vấn đề gì? Đấy chính là vấn đề. Là mỗi khoảng một tuổi khác nhau, giống như tôi này, tôi đi uống toàn uống rượu vodka, toàn uống rượu nặng với cả uống rượu cái chung uống rượu vang, đúng không? Tại sao như vậy? Vì đơn giản văn hóa của những người như bọn tôi lại không uống. Nhưng mà nếu một độ tuổi từ 30 đến 35 như chị mà để uống rượu vang thì là văn hóa khác, độ đấy nó phải kiểu khác, nó tiếp cận người khác. Và như vậy thì cái thông điệp truyền thông sẽ khác, rồi sau đó chị lại tiếp cận đối tượng từ 40 trở lên, họ lại khác, lúc này hình ảnh đại diện họ khác. Tức là chúng ta đang bị một vấn đề là khi chúng ta làm mọi thứ nó quá chung chung thì dẫn tới việc là cái người đọc người ta không cảm thấy là mình ở trong cái câu chuyện đó, và cái hình ảnh chỉ truyền tải đến mắt của họ không phải con người đấy đó. Cho nên khi chúng ta phân loại đối tượng khách hàng này ra là bắt đầu anh chị sẽ xác định được một việc, đó chính là tên ra được thông điệp truyền thông. Và cái thông điệp truyền thông này rất là quan trọng. Ví dụ này, cùng là chị bán bể, nhưng mà thông điệp truyền thông cho bà mẹ khác với cả truyền thông cho bố không? Có khác? Tôi cũng có con nhỏ, tôi đi mua bể với kiểu khác. Đầu tiên tôi đi mua bể với vợ, tôi bảo là đến đây mua bể này, và anh nhớ việc là kiểm tra xem này có phải hàng giả, một số vấn đề khác. Như vậy trong tâm lý của một người đàn ông mà đi mua bể là do vợ bảo, và sau đó là gì? Người đàn ông mua làm sao cho được nhiều và nhớ những thứ như vợ bảo. Thế, còn tâm lý phụ nữ mua bể là gì ạ? Nhiều họ tin tưởng một địa chỉ nào đấy hoặc một cái nhãn nào đấy rồi thì họ đến mua thôi. Thì đúng thế. Thì bây giờ mới quay lại câu chuyện này, là nếu thế thì tại sao mà số hãng bể giống như là tuần vừa rồi chị bán bể rất kia không? Kia.
đấy, từ 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 khi nó vào Việt Nam nó bán rất nhiều, nó bán cực nhiều luôn. Vì đơn giản là gì, là lúc bắt đầu nó đi vào phát nó chơi một chương trình giảm giá cực sốc, nó chạy giảm giá tất cả các chuỗi sửa cửa hàng xuyên từ Web Trẻ Thơ này, Shop Cha, các cái khác, đến mức các bà mẹ đến đến tìm cố gắng mua thật nhiều để tích lũy. Tại sao vậy? Tại vì là nó giảm giá thì trong một thời gian ngắn, và nếu không mua không còn hàng, đến mức người ta không còn hàng nữa, thì đấy là một cái chiến lược của nó. Và tại vì nó biết là nếu bà mẹ đã cho con quen dùng rồi thì chắc chắn là lần sau sẽ sử dụng liên tục dùng đấy. Và ông bố mà đã đi mua chỉ thế. Và như vậy thì đấy là một cái chiến lược để họ đi trong cái quá trình để tiếp cận vào trong cái đối tượng thị trường của Việt Nam. Hoặc là tiếp hơn nữa là ví dụ như là mọi người để ý thấy là đối với một số mặt hàng tiêu dùng, họ cũng lựa chọn một số các thông tin truyền thông khác nhau để cho khách hàng tiếp cận vào và mang được hiệu quả. Và như vậy thì chúng ta phải tìm ra được thông điệp của đúng cái nhóm đang mua. Và vừa rồi chúng ta nhắc lại câu chuyện của Honda. Các chị để ý vụ vừa rồi báo chí dùng vang việc xe Honda giảm giá đến 200 triệu. Và chúng ta biết là tại sao họ đưa chương trình đấy. Vai đọc báo CRV. Vâng, CRV. Nhưng mà nó lại chỉ bán bảng 2.0, bảng cấp thấp nó giảm giá, nhưng mà hàng lại không có hàng. Mọi người biết là lý do tại sao chọn cái đấy không? Để mình nói trước thì nói rồi. Tôi nói rồi, nhắc lại. Nhưng mà cái thằng đấy là chiến lược, nó có hai chiến lược. Chiến lược số 1, đầu tiên là nó muốn là kích thích đẩy xe SH. Câu chuyện là đẩy xe SH. Tại vì là mua một con xe đấy thì sẽ được tặng một con xe SH. Con xe SH khoảng mấy triệu, cộng cả giảm giá, bao nhiêu con lấy giảm gần 200. Và như vậy thì thực ra là cũng chẳng đến được tay người tiêu dùng. Với các cửa hàng hit, tức là cửa các ông cửa xe máy ôm xử hết. Và như vậy thì đấy là một chiến lược để nó vừa đẩy hàng đi, nó lại làm cho cộng đồng dậy sau, nhưng mà thực ra thì hàng đấy đã bán hết sạch rồi. Điều số 2 nữa là đấy là một chiến lược để cho nó bán cái con xe CRV 2.0 bảng cao cấp hơn. Tức là bình thường cái bảng 2.0 là cái bảng, tức là bảng không đầy đủ, thì người ta đăng ký người ta mua, nó cho các đặt cọc, nhưng mà không xác định thời gian, mỗi người đặt cọc 25 triệu, không xác định thời gian thì là đặt cọc lâu quá không lấy chiếc xe này đâu. Thế là xe bảo anh ấy bây giờ lâu quá, trong xe còn sẵn con tài sản cao cấp, tắt thêm một tí, anh lấy cái bạn này đi làm tiền đặt cọc rồi, chẳng lẽ lấy tiền về, và như vậy cố thêm một tí để lấy được cái bạn thì luôn. Thế đấy là hai chiến lược. Và thằng Honda đi rất là khôn, tại vì nó đánh vào đối tượng, là đối tượng nó đánh vào chủ yếu. Và anh chị để ý thấy là ở Việt Nam Honda được biết đến bởi thương hiệu gì, nắm chắc của bền và đối tượng tập trung, đa số khách của họ còn trên 40 tuổi. Và những người đấy thì sao? Họ coi ô tô giống như là một vài cái gọi tài sản mua để làm sao cho nó không bị tụt giá nhiều. Và Honda nó làm một cái kiểu để nó kích thích vào nhóm đối tượng đấy. Nhưng mà ví dụ như là nó sẽ không bao giờ kích thích cái nhóm đối tượng như tôi, nghe phát động chào tôi để mua xe đấy. Tại vì đối tượng trẻ hơn thì tôi lại nghĩ đến chuyện khác, tôi lại không quan tâm đến việc là nó giảm giá sâu như vậy. Tại vì tôi chỉ quan tâm việc là chất lượng xe đi như thế nào. Nếu tầm tiền đấy thì tôi sẽ đi xe của Hàn Quốc, vừa đẹp hơn này, cấu hình khỏe hơn này, chạy nhanh hơn, mà tôi không quan tâm đến vấn đề số giảm giá, mình xác định luôn là đi mấy năm thì mình bỏ. Đấy là đối tượng, cho nên cái này rất quan trọng, nó sẽ tìm ra được thông điệp. Và như vậy thì đi theo ba cái chủ đề này, tôi sẽ hướng dẫn mọi người bắt đầu cách thức để chúng ta viết. Đầu tiên, để liên quan được vấn đề là hỏi được nhu cầu khách hàng thì chúng ta sẽ viết bài như thế nào để anh chị có thể hỏi được nhu cầu khách hàng. Chúng ta sẽ viết bài như thế nào để hỏi nhu cầu khách hàng. Ở đây chị có hay viết bài trên Facebook không? Chúng ta có hay viết bài lên trên website của đó không? Không đâu. Ok, tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách viết. Nên sau cái buổi này chị biết là có hai việc của người lên phải làm là gì không? Việc đầu tiên tôi không biết thế nào nhưng mà anh chị nên đọc báo. Chắc chắn nên đọc báo. Tại vì báo chí nó đi qua phát là chúng ta sẽ thấy được. Ví dụ như ngày hôm nay, anh chị biết ngày hôm nay thông tin gì đọc về không? Đọc không? Không đọc à? Chúng ta không biết cái vụ 500 tỷ ở Ocean Bank bốc hơi, không biết là đi đâu. Sáng hôm sáng nay vẫn lại đổi lại ở trên internet. Tức là về cơ bản ngày nào cũng sẽ có cái tin để chúng ta nhìn được, đọc xong phát thì chị thấy được là ngày hôm nay nó có cái tin gì đó rồi. Để sau đó chúng ta làm gì? Để chúng ta dựa vào đó để khai thác nội dung, để có thể viết ra được vấn đề. Ví dụ như là có người, người ta biết được cái vụ là gửi tiền vào ngân hàng mất nhiều như vậy, thế thì đem tiền đến nhiều tin. Cái tiền đi mua sáng nay đọc ngay được ông bà thì một ông bạn tôi làm về gỗ, ông bảo với số tiền mà lúc vào nếu anh chị cầu gỗ mua một bàn ghế khoảng tầm 500 triệu
thì thông thường thì sau khoảng bao nhiêu năm thì tỷ lệ lãi là như nào, tức là họ sẽ dựa vào những cái vấn đề đấy để biết. Còn có nghe đồng chí bất động sản bảo bây giờ có mấy chục người mà có 500 tỷ như vậy, thì nếu bây giờ mà đầu tư vào condotel vừa có thêm mười mấy ngày nghỉ trong năm, mười mấy ngày nghỉ đấy bán được lại lãi được bao nhiêu tiền, cộng với cả tỷ lệ cam kết lãi của nhà đầu tư, như vậy tính ra là nếu bỏ ra khoảng tầm 1.5 tỷ chuyển vào bất động sản thì như vậy trong vòng 3 năm là có thể cho lại được lợi kép cộng vào nó rơi vào tầm gần 40%. Tức là họ biết dựa vào đấy để chia sẻ, và như vậy thì rõ ràng là nhiều người người ta sẽ gặp có quan tâm. Thế đấy là cái vấn đề là khi bắt đầu chúng ta hỏi nhu cầu khách hàng này, là chị sẽ tìm ra được cho tôi một cái bảng danh sách là khách hàng của chúng ta họ có nhu cầu về vấn đề gì, để bắt đầu chúng ta tiến hành viết bài và nói về vấn đề đấy, từ đó chúng ta sẽ khai thác theo chiều sâu. Ví dụ như là tôi làm kinh doanh liên quan đến vấn đề mảng tư vấn doanh nghiệp, và anh chị biết là khi mà viết bài về doanh nghiệp thì các ông chủ doanh nghiệp thích nhất điều gì không? Khi mà viết bài về doanh nghiệp thì tôi phát hiện ra các ông chủ thích nhất là làm như thế nào để có thể bắt nhân viên làm việc nhiều hơn số tiền mà đang trả lương. Đấy là cái mình bắt đầu mình tìm ra được nhu cầu khách hàng. Và như vậy thì khi mà bám các cái thứ liên quan đến khóa học của tư vấn thì tôi chỉ tập trung cho xoay vấn đề đấy, tức là làm cho ông ta hiểu thế nào là KPI, làm cho ông ta hiểu thế nào là kế hoạch, làm cho ông ta hiểu thế nào là business model, làm như thế nào ông ta hiểu là áp dụng công cụ này để giải quyết được việc gì. Tại vì là ông chủ doanh nghiệp ông chỉ quan tâm là tôi đi học về để bắt nhân viên của tôi làm việc gia tăng được thêm giá trị. Và như vậy thì nếu một người viết bài quảng cáo của anh ơi, anh đi học cái này xong, anh đi xem cái này xong về anh sẽ làm việc tốt hơn, thì ông ta không quan tâm. Rất nhiều người như vậy chào đi chào sang đối tượng, họ chỉ quan tâm là gì, là nếu tôi học xong cái này về làm như thế nào để giúp cho nhân viên của tôi kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Thế đấy chính là cái vấn đề ra việc này chúng ta sẽ phải làm thường xuyên, phải tương tác thường xuyên, phải lấy liên tục để cuối cùng chúng ta tìm ra được là trong tất cả các nhu cầu khách hàng hoặc đang tương tác với chúng ta thì cái nhu cầu nào là cái nhu cầu khiến cho chuyển đổi và mua sản phẩm. Ở đây có một ví dụ để chúng ta nhìn thấy cái này hơn. Lát chị ở đây đều có con nhỏ, chúng ta thấy là tại sao các cái cửa hàng đồ ăn nhanh như là KFC này hoặc là nếu có là giá lại hay thu hút trẻ con vậy? Hay chị biết là sao? Tại sao trẻ con rất thích đi ăn cái món đồ ăn nhanh? Đấy, nhưng có khách hàng à? Hay chị biết là sao? Ở đây chúng ta có con nhỏ biết là sao? Sau khi nghiên cứu, người ta phát hiện ra vấn đề. Thực ra là sau khi tổng hợp xong rồi thì hầu như là mọi thứ nó đều ở trong đều na ná như nhau, mình sẽ còn thích cái bột. Và cái bột đấy cũng chính là bí quyết thành công của KFC. Nó có cái vỏ giòn, nó có gia vị mặn, tức là bản chất của đứa bé là nó bị cái gia vị ở cái bột kia, nó làm cho cái vị giác tê sứ lên rồi. Cho nên nó có ăn thịt gà kém chất lượng hay không cái gì nó cũng không thể biết được. Nhưng mà đấy là một trong những vấn đề, và chính là nó biết được nhu cầu của trẻ con này là thích ăn những vị đậm mạnh, và như vậy cái vỏ, nó đầu tư cái vỏ rất là tốt, nó đầu tư cái vỏ. Cho nên nếu bảo vị ngon trên từng ngón tay, bản chất nó không phải do thịt, nó bản chất là cái bột ở bên ngoài, nó làm cho cả cả mút ngón tay nó cũng vẫn cảm thấy ngon. Nên đây cũng là lý do chúng ta để ý đây, tại sao trẻ con thích ăn những vị không phải là do cái vị đậm mà do cái bột. Cái bột vị ở bên ngoài nó làm cho đứa trẻ kích thích vị giác, và nó làm cho đứa trẻ nó thích kiểu như vậy. Đấy chính là vấn đề. Cho nên khi chúng ta phải hỏi khách hàng xem là tháng sau thích thì anh chị bắt đầu phải xoáy vấn đề đấy. Chúng ta tập trung viết nội dung, chia sẻ những thứ để cho cái người mà mua hàng của chúng ta luôn luôn cảm nhận vấn đề đấy là vấn đề quan trọng và đang cần. Và việc này thì nó phụ thuộc vào liên quan đến việc là anh chị phải hỏi khách hàng thường xuyên. Như ngày xưa bắt đầu kinh doanh về đồ gốm sứ là tôi không hề biết được là khi mua đồ gốm sứ khách hàng quan tâm điều gì. Sau này bắt đầu tôi biết được là khách hàng khi mua gốm sứ được quan tâm đến gì. Ở đây anh chị có mua gốm sứ không? Không phải mẹ. Thế mới buồn cười. Không phải gõ. Vấn đề lại như thế. Sau khi một thời gian bắt đầu bán gốm sứ, việc đầu tiên của khách hàng khi mua gốm sứ được tôi quan tâm đó chính là cái sản phẩm này có chỉ hay không chỉ. Đấy là một cái. Tại sao vậy? Tại vì có chì thì nó sẽ làm cho sản phẩm nó bóng sáng và nó đẹp mã. Chú ý nha, gốm sứ mà trông càng bóng càng đẹp thì rất nhiều chì.
Và khách hàng khi đã đi mua gốm sứ thì thường là chúng đọc rất nhiều bài cảnh báo vấn đề đấy. Thế là bắt đầu tôi phải quảng cáo liên quan đến cái này nung đến 1.300 độ và khử chỉ. Đấy chính là cái lúc tôi bắt đầu đi làm thì mới tìm ra được vấn đề nằm ở chỗ đấy. Và cái người bán hàng không biết thì câu đấy ra thì sẽ bị sao? Chắc là chúng ta sẽ bị bỏ qua. Cho nên mấu chốt là khi biết khách hàng nhu cầu của họ là từ gì thì nhiệm vụ của các ông viết content là phải đọc ngay cái từ đấy, nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại để làm sao cho họ nhìn ra được vấn đề đấy. Nên chúng ta để ý thấy là cái điện thoại Oppo, anh chỉ thấy là họ có tốn nhiều chi phí để quay quảng cáo. Oppo lại là một công ty không tốn nhiều chi phí để quay quảng cáo. Hiệu ứng của họ cực ít. Quay cái quả sơn tùng ra TV, đứng hát tự dưng một đứa con gái lên xin để chụp ảnh lại. Tức là những cái hiệu ứng rất đơn giản, nhưng nó có một thứ, nó luôn nhấn mạnh vào đó chính là cái camera. Vì nó biết là đối tượng trẻ họ chỉ quan tâm là chụp selfie được, ok, và như vậy họ chỉ tập trung đúng cái từ đấy, quảng cáo cực kỳ chuyên sâu, tập trung đi tập trung lại, tái hồi tất cả mọi thứ, đi đâu cũng nhìn thấy. Rồi quay lại sản phẩm khác, với Honda, anh chị thấy Honda quảng cáo trên kênh nào? À, quay lại tiếp là Honda bán chủ yếu cho đối tượng là Honda bán cho đối tượng trung tuổi, và tiếp theo nữa là đối tượng trung tuổi mua xe để cho con đi. Và như vậy thì cái ông mà mua xe cho con đi thì quan tâm điều gì? An toàn. Cho nên chính vì đó Honda mới chạy làm chương trình của Toyota Việt Nam. Tức là họ muốn hướng tới đối tượng của trung tuổi ấy, là đây là một chiếc xe nó không quá hào nhoáng, nó không quá, tức là vì bố mẹ sợ là con của chiếc xe người nhanh người mạnh này, xe đẹp quá hay sao sẽ nguy hiểm. Cho nên Honda đi theo chiến lược đấy, họ đánh với tâm lý những người tầm trung, những người có tiền, những người sẽ mua cho họ và mua cho con, để khẳng định một điều gì, Honda là một chiếc xe cực kỳ an toàn. Nên đi đâu cũng chỉ thấy Honda quảng cáo chương trình Tôi Yêu Việt Nam về an toàn. Honda có chương trình dạy lái xe miễn phí cho mọi người để được an toàn. Honda tặng mũ bảo hiểm để được an toàn. Honda được công nhận là chiếc xe an toàn của lần này. Để mọi thứ nó chỉ tập trung vào vấn đề, đó chính là đây là một chiếc xe an toàn. Đấy là đối tượng, đúng không? Nghĩa là họ hỏi khách hàng và nhu cầu khách hàng hỏi như vậy. Nhưng mà ngược lại, Yamaha thì tập trung vào đối tượng nào? Yamaha họ tập trung vào đối tượng thanh niên thành thị, đúng không? Cho nên là họ sẽ làm gì? Thể hiện là đi chiếc xe này là chiếc xe phá cách, đúng không? Tạo ra một cái điểm nhấn. Cho nên là cái dòng xe của Yamaha là rất nhiều thanh niên thích cái xe này, cái xe tơ Tycoon. Tại sao vậy? Vì thứ nhất là nó khỏe, mã lực nó khỏe. Cái thứ hai là giá nằm hố. Cho nên là chúng ta thấy hình ảnh đại diện của Yamaha bao giờ cũng là người trẻ, bao giờ cũng là tay đua, bao giờ cũng là dân chơi. Để làm sao cho cái người xem quảng cáo đi theo cái nhóm này. Và như vậy quay lại vấn đề sản phẩm của anh chị. Hôm trước chúng ta một cái, anh chị nhớ cái vấn đề liên quan đến việc là làm cho khách hàng có thích mình, nhớ. Và khi chúng ta hỏi cho khách hàng người rồi, và anh chị sẽ biết để cho khách hàng thích mình dựa vào yếu tố mình có thể giải quyết được.